Hello, xin mến chào tất cả anh em nhé. Thì những cái củ mic Beyer bên em đã bán và giới thiệu với anh em qua rất nhiều video rồi. Ngày hôm nay thì lại tiếp tục em có nhận một chiếc mic Shure UGX10. Em có sửa chữa cho bác khách, đó là nó sóng nó bị chập chờn anh em nhé. Lúc có sóng lúc không. Thì đây em đã sửa và xong. Và em cũng mượn bác một cái tay mic và em sẽ thử thay cái củ coi của Beyer bên em vào. Coi Beyer của bên em thì giá là 220.000 một củ anh em nhé. Giá trên thì chưa gồm phí ship. Thì ship anh em thêm cho em có 30.000 thôi. Và củ này nó là củ coi neo, hát nó rất là hay và rất là bắt mic anh em nhé. Thì đây em cũng đã thay, đó là một củ Beyer vào, củ của bên em anh em nhé. Cái củ màu xám này, nhưng anh em biết là em giới thiệu rất nhiều rồi đúng không ạ. 220.000 một củ, 440 là một cặp. Và đây là một chiếc củ của cái mic cũ anh em nhé. Mic cũ thì dùng cái củ coi này. Đấy, coi vàng. Và Beyer thì của bên em sẽ sử dụng coi xám. Và ngày hôm nay thì ok, đã thay xong rồi. Và đây em sử dụng trên đầu thu, nó sẽ là vô âm lượng như nhau này. Và cái dây rắc sử dụng đó là dây 6 ly thì nó sẽ là đi chung xuống vang anh em nhé. Chứ không phải sử dụng dây Canon để anh em đánh rời hai mic riêng biệt thì nó sẽ chỉnh được trên vang. Nhưng đây em sẽ sử dụng đó là dây 6 ly chung. Chút nữa thì em sẽ quay cho anh em xem cái mặt đằng sau và cái vô âm lượng của nó, đúng không ạ? Và bây giờ thì cái quan trọng nhất là cái chất âm của nó đây. Đây anh em nhá. Em tháo hết cái củ chụp đầu ngoài ra và để cho anh em thấy được cái độ bắt mic của nó như thế nào khi mà sử dụng cái củ của Beyer và củ của mic Shure đi theo bộ của nó sẽ như thế nào anh em nhá. Để cho anh em có thể hình dung hơn và có thể dễ dàng tiếp cận và dễ dàng có thể thực tế cho anh em cùng thấy là thay vào chất âm nó sẽ như thế nào. Đây, vô âm lượng em sẽ để như nhau này, đều đúng 12 giờ nhá. Đều đúng 12 giờ, chút nữa sẽ quay lại gần thực tế cho anh em luôn. Đầu tiên thì sẽ thử cho anh em cái chất âm. Đây là đang thử sử dụng cái mic của bộ Shure UGX10 25W. Đây, 1, 2, 5, 6. Tiếng mic thì nó rất là mỏng, nó bị xé giếng nghe nhá. Xé giếng và tiếng mic mỏng, nó không được đều dài mà. Chắc chắn là khi lên cao, anh em mà bỏ xa mic ra nó sẽ không bao giờ bắt. Đây, 1, 2, mất tiếng mic luôn anh em nhá. Nhưng sẽ sang cái củ của Beyer. Đây, anh em để thấy khi mà bỏ xa như này, cái tiếng mic nó bắt, tiếng mic mình vẫn là dày, rất là dày và vẫn đầy đủ dài, đều dài và rất là nhẹ anh em nhá. Đây, 1, 2, 3. Nhưng bỏ đây, anh em có thể nghe thấy là cái tiếng này nó mỏng hơn hẳn luôn, nó xé luôn anh em nhá. Đấy, nhưng sang của Beyer này, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, sang củ đây, 6, 7, 1, 2, 5, 6. Tiếng nó không được tròn tiếng anh nhé, tiếng không được tròn và bị xé tiếng. Thực tế cho anh em mình nghe đây, 1, 2, 5, 6, và sang củ này đây, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Khi anh em nghe đây, số 6 này, số 6 không bị xé tiếng quá anh em nhé, không bị xé. Đây là cái tiếng xì xe của reverb thôi. Đây sang đây nó xé thì luôn, đấy nó xé thì luôn anh em nhé. 1, 2, 5, 6, nó xé thì tiếng luôn. Làm cái tiếng của mình nó không còn được tròn anh em nhé. Nhưng với củ Beyer này, cái tiếng mic của nó rất là đều dài. Đây, nghe thì nghe thấy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok chưa? Cực kỳ tuyệt vời rồi. 6, 7. Đấy, thực tế cho anh em nghe nhé, chứ không phải là nói trên miệng nó buồn không, mà đây là những cái video thực tế, đúng không? Thực tế cho anh em cùng thấy và nó bắt mic hơn này, tiếng mic nó sẽ to hơn anh em nhé. 6, 7, 6, 7. Tiếng mic sẽ to hơn. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Tiếng mic của Beyer nó sẽ to hơn này, không bị xé tiếng hơn này, đều dài hơn, hát sẽ hay hơn rất nhiều. Và ok, chất âm thì anh em nghe rồi đúng không ạ? Và đây em sẽ quay lại gần cho anh em cùng thấy là cái củ Beyer này nó sẽ và cái đầu thu nó sẽ như nào để cho anh em thấy được em ghép nối anh em nhá. Chứ không anh em lại nghĩ là vô âm lượng trên đầu thu nó sẽ khác nhau. Đây, đầu thu 12 giờ. Đầu thu 12 giờ anh em nhá. Không có gì khác biệt cả, đều 12 giờ hết. Và rắc thì sẽ sử dụng đây là cái rắc 6 ly. Đây là cái rắc đi chung anh em nhá. Đây, rắc 6 ly đây là rắc đi chung này. Ok chưa? Xuống vang nó chỉ bằng một cái rắc 6 ly thôi, có nghĩa là hai mic nó sẽ ra như nhau anh em nhé, hai mic sẽ ra như nhau. Ấy thì với cái củ của Beyer này thì giá là 220.000 một củ, hai củ là 440. Anh em mua hai củ hay một củ cũng chỉ thêm có 30.000 tiền ship thôi, cực kỳ tốt và cực kỳ chất cho anh em chơi. Vì giờ thực tế luôn cho anh em cũng thấy nó giá nó rẻ bình dân nhưng mà cái coi neo hát hay
và nhẹ nhàng hơn cho anh em rất nhiều. Thì ok, anh em nào có nhu cầu mua hàng thì có thể liên hệ với bên em qua số bên góc dưới màn hình anh em nhá. Xem video hãy nhớ like, nhấn chuông đăng ký kênh để xem các video mới nhất. Ok, chào tất cả anh em và hẹn anh em ở các clip lần sau ạ.